Trong khi đó, miền Trung vẫn đang vật vã vì nắng hạn. Tại các tỉnh Nam Trung Bộ như là Phú Yên, thời điểm này đã có hàng trăm hecta mía chờ đến ngày thu hoạch thì bị bốc cháy vì nắng hạn gây thiệt hại rất lớn. Từ đầu niên vụ mía 2015-2016 đến nay, hàng loạt vụ cháy mía xảy ra trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên gây thiệt hại hơn 160 hecta mía. Chỉ cách đây ít ngày, 100 hecta mía bị thiêu rụi trong một đêm khiến cho người dân hết sức lo lắng. Việc dập lửa gần như là không thể trong điều kiện mía khô, trời khô và có gió lớn. Theo tính toán, mía cháy sẽ mất 30-40% giá trị so với bán mía tươi do nhà máy trừ hao hụt tạp chất. Chưa kể mất sản lượng vì mía bị khô, chi phí cho công đốn và vận chuyển mía từ ruộng ra xe tải cũng tăng. Bình quân mỗi hecta mía cháy, người dân thiệt hại gần 30 triệu đồng. Cả huyện Sơn Hòa vẫn còn hơn 7.500 hecta mía chưa thu hoạch và phần lớn trong số này đã khô. Trong khi đó, công suất của nhà máy đường KCP Sơn Hòa hiện chỉ có giới hạn nên là không thể thu mua hết cho nông dân ngay lập tức.